Xin chào các bạn. Phần tiếp theo tôi giới thiệu các bạn về cấu trúc vòng lặp. Ở đây chúng ta sẽ làm một cái vòng lặp liên quan đến vòng lặp for. Thì tôi giới thiệu qua các bạn về một cái flowchart của vòng lặp for trong Java. Ok. Thì với vòng lặp for thì chúng ta làm gì? Khi mà chúng ta có những cái câu lệnh mà có tính chất lặp lại, ví dụ như chúng ta nhập điểm cho n bạn sinh viên chẳng hạn, thì cái việc nhập điểm cho từng bạn sinh viên đấy thì nó sẽ có sự lặp lại cho n lần các bạn đúng không? Đấy, hay là chúng ta có thể là có những cái bài toán mà cần lặp như là in các thông tin của gì một cái danh sách nào đó, hay là chúng ta tính toán một danh sách nào đó thì đều có tính chất lặp, hay là tính tổng từ 1 đến n chẳng hạn. Đấy, nó có tính chất lặp lại. Thì với những bài toán tính chất lặp lại đấy thì chúng ta có, nếu như chúng ta làm những câu lệnh bình thường thì chúng ta sẽ viết rất nhiều các câu lệnh, thì người ta mới sử dụng một cái cấu trúc đó là vòng lặp for. Vòng for là gì? Ở đây chúng ta sẽ có cấu trúc cơ bản như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi tạo một cái biến biến chạy này, và chúng ta sẽ check cái điều kiện của cái biến chạy đấy. Đấy, khi mà điều kiện này còn đúng thì chúng ta sẽ thực hiện các cái khối lệnh ở trong cái vòng lặp for, và sau đó thì chúng ta có thể tăng hoặc giảm biến chạy, và chúng ta lại quay lại kiểm tra điều kiện, và cái vòng lặp này nó sẽ chạy liên tục như vậy cho đến khi cái điều kiện của chúng ta nó bị sai thì nó dừng lại. Thì đây chính là cái sơ đồ khối của vòng lặp for. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành một chút cái vòng lặp for cho các bạn nhé. Okay, tôi sẽ tạo thêm một cái mới. Chúng ta sẽ OK. Để bật ra là gì? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tính tổng đi, tính tổng các số nguyên từ 1 đến n. Đấy. Thì bây giờ chúng ta làm như sau. Ví dụ như tôi tính tổng từ 1 đến 10 đi, đấy, không cần n nữa. Thì cái số 10 này, sau này chúng ta sẽ đổi thành n. OK. Thì tôi sẽ làm gì? Đầu tiên tôi sẽ cho một cái biến tờ n được gắn bằng 10 như này. Chúng ta dùng luôn 10 cũng được. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc vòng lặp for như sau. For này, bên trong là in the i này. I ở đây sẽ là một biến chạy và chúng ta sẽ chạy từ 1 đúng không? Đó là i nhỏ hơn bằng 10 là cái điều kiện chạy của chúng ta. Đấy, sau đó là gì? I cộng cộng. Thế là tôi, đây là cái bước nhảy. Cái bước mà gì chúng ta đang thì chúng ta đang tăng này. Đấy, tăng hoặc giảm cái biến chạy để chúng ta quay lại kiểm tra điều kiện. Và bên trong này thì tôi thực hiện cái việc là tính tổng, tôi sẽ khai báo một biến int tổng không. Thì lúc này bên trong này tôi chỉ việc là gì, tổng từ 1 đến 10 thì với mỗi một lần cái tăng cái biến chạy lên thì tôi sẽ là gì, tôi sẽ lấy tổng bằng nó, tổng gắn bằng tổng cộng với i. Đấy, lần số 1 thì nó làm gì, lần số 1 thì cái i bằng 1 đúng không, tổng cộng với 1, sau đó tăng lên 1 đơn vị thì là tôi sẽ viết lại chỗ này cho các bạn dễ nhìn, nó sẽ bằng là i cộng 1. Đấy, thì lần thứ hai tôi lại quay lại kiểm tra là gì, y vẫn nhỏ hơn 10 đúng không, tôi sẽ y bằng y cộng 1 này, y bằng 2 này, vẫn nhỏ hơn 10, tôi lại tiếp tục tính tổng, tổng tổng cộng 2 này. Thì sau 10 lần tôi làm như vậy thì tôi sẽ có tổng từ 1 cho đến 10, và chỗ này tôi chỉ việc là tổng. Đấy, như vậy tôi đã xếp được cái kết quả ra. Đấy, nó bằng 55 là tổng từ 1 cho đến 10. Đấy. Ok. Thì với cái bài toán mà có 10 cái số như này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm gì, chúng ta có thể làm bằng việc là tôi viết liên tục 10 cái câu lệnh này. Tuy nhiên nếu như mà tôi lại yêu cầu là gì, cái số n này tôi nhập từ bàn phím cả, cái số số phần tử tôi nhập từ bàn phím thì sao? Lúc này chúng ta sẽ làm thêm một cái phần nữa là tôi sẽ nhập các số từ một cái số n từ bàn phím và tính tổng các số từ 1 đến n. Ok, để làm được chúng ta phải import đúng không, java unti.scanner. Rồi, ok. Và sau đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ khai báo một thằng scanner new. Đó. Và bây giờ tôi sẽ nhập cái thằng int n được gắn bằng gì? Scanner chấm gì? Lệnh in. Đấy, tôi nhập vào một thằng
và sau đó chỗ này nó sẽ nhỏ hơn bằng n. Tôi tính được cái tổng của chúng ta và tôi in ra cái kết quả tổng này, xếp lại chạy lại. Chỗ này thì chúng ta sẽ làm một thông tin đi. Out. Nhập vào số n. Tôi nhập bằng 5 thôi. 5 thôi. Đấy. Thì nó tổng từ 1 đến 5 thì nó ra bằng 15. Tức là gì? Tức là nếu như bài toán bình thường của chúng ta có 10 số ấy thì rất đơn giản là tôi có thể gì viết 10 lần cái tính tổng vào cũng được. Thế nhưng bây giờ tôi có số n nhập từ bàn phím thì tôi không biết được là tôi phải viết bao nhiêu câu lệnh, tôi chỉ biết là với cái số tôi nhập từ bàn phím vào thì tôi sẽ phải tính từ 1 đến n. Thì cái bài toán này với phần là for tạo giải quyết được. Thì ở đây có một số các lưu ý với phần là for, các bạn cần phải xác định. Điều số 1, cấu trúc phần là for thì nó sẽ gồm 3 thành phần. Thành phần số 1 là cái khởi tạo của cái biến chạy. Đó là cái khởi tạo biến chạy này. Thì tôi có thể khởi tạo 1 bằng 0 bằng một cái số nào đấy theo yêu cầu bài toán. Cái thứ hai là cái điều kiện của biến chạy, điều kiện biến chạy ở đây. Đấy, đấy, chúng ta sẽ phải xác định điều kiện để cái vòng for này nó dừng lại. Và cái số 3 là sau mỗi một lần tôi chạy thì tôi sẽ gì? Phải tăng cái giá trị lên một đơn vị. Thì ở đây lưu ý một chút là ba cái yếu tố này chúng ta có thể khuyết, chúng ta có thể khuyết. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải giữ hai cái cặp mà chấm phẩy ở đây để đảm bảo đúng cấu trúc của vòng for. Ví dụ ở đây tôi khuyết thằng này, tôi có thể cho nó ra ngoài để vào đây như thế này. Đó, chấm phẩy cũng được, không sao cả. Hay là rồi tôi cái thằng này tôi cũng khuyết được. Đấy, còn chuẩn x tôi vứt vào đây như thế này, chấm phẩy cũng được. Đấy, không vấn đề gì luôn. Chúng ta chạy lại. Đấy, số n tôi nhập bằng 5. Đấy, nó vẫn ra bằng 15 như bình thường. Đấy, các bạn lưu ý một chút. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là cái chấm phẩy đây chúng ta vẫn phải đảm bảo đủ ba cái dấu chấm phẩy, hai dấu chấm phẩy ở trong trong vòng for thì nó mới chạy. Và vòng lặp for của chúng ta người ta gọi là vòng xác định. Ví dụ ở đây chúng ta có số n đúng không? Thì nó sẽ gì? Nó sẽ lặp lại bao nhiêu? Lặp lại n lần gì cái việc tính tổng. Chúng ta có thể tính được luôn là nó lại bao nhiêu lần, bởi vì là gì, mỗi lần tôi tăng lên một đơn vị và chạy từ 1 cho đến n thì nó sẽ lặp lại là n lần, và chúng ta xác định được là số lần lặp cái câu lệnh ở bên trong vòng lặp for. Đấy, thì người ta gọi là vòng lặp xác định, vòng lặp for. Ok, thì video này chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi.